Các vua nhì chương 4. Một quá phụ nhờ Elise giúp đỡ. Vợ của một trong nhóm các nhà tiên tri nói với Elise: "Tôi tớ ông là chồng tôi đã chết. Ông biết nhà tôi kính sợ Chúa, nhưng bây giờ chủ nợ của nhà tôi sắp đến bắt hai con trai tôi làm nô lệ." Elise hỏi: "Vậy tôi làm sao giúp chị? Trong nhà chị có gì?" Người đàn bà đáp: "Tôi chẳng có gì trong nhà cả ngoài một hũ dầu." Elise liền bảo: "Hãy đi mượn các hũ không từ những láng giềng của chị, phải mượn cho thật nhiều. Đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Chỉ có chị và con ở trong nhà thôi, đổ dầu vào trong các hũ. Cái nào đầy thì để qua một bên." Vậy chị rời Elise và đi về nhà đóng cửa lại. Khi chúng nó mang các hũ đến cho chị đổ dầu ra. Khi các hũ đã đầy, chị bảo: "Mang cho má một hũ nữa." Nhưng nó nói: "Hết hũ rồi." Dầu liền ngưng chảy. Chị đi thuật lại cho Elise, nhà tiên tri bảo: "Hãy đi bán dầu đó trả nợ chị thiếu, dùng chỗ dầu còn lại để sinh sống." Người đàn bà Sunam cung cấp phòng cho Elise. Một ngày nọ, Elise đi đến Sunam. Nơi đó có một người đàn bà có địa vị. Chị năn nỉ Elise ở lại và dùng bữa, cho nên mỗi khi Elise đi ngang qua vùng đó đều ghé dùng bữa. Người đàn bà bảo chồng: "Tôi biết người hay đi qua nhà chúng ta là người thánh của Thượng Đế. Chúng ta hãy làm một phòng trên mái nhà và đặt một cái giường cho ông ta. Chúng ta cũng có thể đặt một cái bàn, một cái ghế, một cái đèn trong đó. Rồi mỗi khi ông ấy ghé qua thì sẽ ở đó." Một ngày nọ, Elise đến nhà người đàn bà. Khi ông đang đi lên phòng mình để nghỉ ngơi, thì ông bảo Gehazi, đầy tớ mình: "Hãy gọi người đàn bà Sunam lên đây." Khi đầy tớ gọi bà, thì bà lên đứng trước mặt ông. Elise đã bảo đầy tớ: "Hãy nói với bà, chị đã lo lắng mọi sự cho chúng tôi, bây giờ tôi có thể làm gì cho chị? Chị có muốn tôi nói dùng với vua hay tư lệnh quân đội dùng cho chị không?" Chị đáp: "Tôi đang sống giữa dân tộc tôi." Elise hỏi Gehazi: "Bây giờ chúng ta có thể làm gì cho chị?" Đứa đầy tớ đáp: "Chị này không có con trai mà chồng thì già rồi." Elise liền bảo Gehazi: "Hãy gọi chị lên đây." Khi đầy tớ gọi chị thì chị lên đứng nơi ngặt cửa. Elise bảo: "Khoảng thời gian này sang năm, chị sẽ có một đứa con trai bồng trong tay." Người đàn bà đáp: "Thưa Chúa, người của Thượng Đế ơi, xin đừng gạt tôi, kẻ tôi tớ ông." Người đàn bà Sunam sinh con trai. Tuy nhiên, năm sau người đàn bà mang thai và sinh ra một con trai vào khoảng thời gian đó, theo như lời Elise đã bảo chị. Đứa nhỏ lớn lên, một hôm nó đi ra với cha nó đang ở với đám thợ gặt. Đứa nhỏ kêu với cha: "Con đau đầu, con đau đầu lắm." Người cha bảo tên đầy tớ mang nó về cho mẹ nó. Đầy tớ mang nó về cho mẹ nó. Nó nằm trên lòng mẹ nó đến trưa rồi chết. Người đàn bà Sunam đi gặp Elise. Mẹ nó mang nó lên đặt trên giường của Elise, rồi chị đóng cửa ra đi. Chị gọi chồng bảo: "Cho em xin một đứa đầy tớ và một con lừa. Em sẽ đi đến người của Thượng Đế và trở về ngay." Chồng chị hỏi: "Sao em muốn đi đến ông ta hôm nay? Đâu có phải ngày trăng mới hay ngày sa bát?" Chị đáp: "Mọi việc đều bình yên." Rồi chị thắng yên cương cho lừa và bảo đầy tớ: "Đi trước đi, khi nào ta bảo thì mới đi chậm lại thôi." Vậy chị đi đến Elise, người của Thượng Đế ở núi Cạc Mên. Vừa thấy chị từ xa đi lại, ông liền bảo Gehazi, người đầy tớ: "Kìa, người đàn bà Sunam đang đi đến. Hãy chạy ra hỏi chị,
chị có bình yên không? Chồng chị mạnh khỏe không? Đứa nhỏ bình yên không? Chị đáp, mọi việc đều bình yên. Rồi chị đến gặp Elise trên đồi và ôm chân ông. Gehazi đến gần đặng kéo chị ra, nhưng Elise bảo, để chị yên, chị đang buồn bực mà Chúa chưa cho ta biết chuyện gì, Ngài giấu ta việc này. Chị nói, thưa Chúa, có phải tôi xin Chúa một con trai không? Có phải tôi nói rằng xin Chúa đừng gạt tôi không? Elise bảo Gehazi, hãy chuẩn bị, hãy cầm lấy cây gậy của ta mà ra đi ngay. Nếu gặp ai ngoài đường thì đừng chào hỏi họ. Nếu ai chào cũng đừng chào lại. Hãy đặt cây gậy ta trên mặt đứa bé. Mẹ của đứa bé nói, tôi chỉ Chúa hằng sống và mạng sống ông mà thề, tôi sẽ không rời ông. Vậy Elise đứng dậy đi theo chị. Gehazi đi trước và đặt cây gậy lên mặt đứa bé, nhưng không thấy động tĩnh gì. Gehazi liền trở lại gặp Elise trình, đứa bé không tỉnh dậy. Con trai của người đàn bà Sunam sống lại. Khi Elise đi vào nhà thì đứa bé đang chết nằm trên giường ông. Elise vào phòng đóng cửa lại, cho nên chỉ có ông và đứa bé trong phòng. Ông liền cầu nguyện cùng Chúa. Rồi ông lên giường nằm ấp trên đứa bé, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Ông nằm duỗi dài trên đứa bé. Ít lâu sau, da của đứa bé ấm lại. Elise leo xuống và đi qua lại trong phòng, rồi leo lên giường nằm ấp trên mình đứa bé lần nữa. Đứa nhỏ nhảy mũi 7 lần rồi mở mắt ra. Elise gọi Gehazi vào bảo, hãy gọi người đàn bà Sunam. Vậy nó đi gọi. Khi chị đến thì Elise bảo, hãy bế con chị đi. Chị đến và quỳ nơi chân Elise, cúi mặt xuống sàn, rồi chị đến bế con mình đi ra. Elise và nồi canh độc. Khi Elise trở về Ginh-ganh thì trong xứ có nạn đói kém, trong khi các tiên tri đang ngồi trước mặt ông. Elise bảo đầy tớ, hãy bắt một cái nồi lớn lên lò và nấu canh cho mấy người này ăn. Một người trong đám họ đi vào đồng hái rau, thấy một dây dưa dại, người đó liền hái trái trên dây bỏ đầy vạt áo, rồi mang về nhà cắt ra bỏ vào nồi canh. Nhưng họ chẳng biết đó là loại trái gì. Họ múc canh ra cho mọi người ăn. Khi họ nếm thử thì la lên, người của Thượng Đế ơi, món này là chết đó, cho nên họ không thể ăn canh ấy được. Elise kêu họ mang bột lại. Ông đổ bột vào nồi và bảo, bây giờ hãy múc ra cho mọi người ăn đi. Sau đó không có gì độc hại trong nồi canh nữa. Elise hóa bánh cho nhiều người ăn. Có một người từ ba anh Salisa đến cùng Elise, mang biếu ông 20 ổ bánh lúa mạch từ mùa gặt đầu tiên. Ông ta cũng có mang vé lúa mới trong bao. Elise bảo, phát bánh ấy cho mọi người ăn đi. Đầy tớ Elise bảo, làm sao tôi phát đủ cho 100 người ăn mà chỉ có chừng này bánh? Elise bảo, cứ phát cho họ đi, vì Chúa phán như sau, họ sẽ ăn và còn dư lại. Sau khi đầy tớ phát bánh cho họ, mọi người ăn no nê và còn dư lại y như lời Chúa đã phán. Các vua nhì chương 5. Na-a-man được chữa lành bệnh ngoài da. Na-a-man là tư lệnh quân đội của vua A-ram. Ông được chủ rất tôn trọng và được mọi người kính nể, vì Chúa dùng ông mang chiến thắng đến cho A-ram. Ông là người dũng cảm nhưng mắc phải bệnh ngoài da. Quân A-ram đi ra quấy rối dân Israel và bắt về một đứa gái nhỏ làm tù binh. Nó hầu hạ vợ Na-a-man. Một hôm nó thưa với bà chủ nó, tôi ước gì ông chủ được gặp nhà tiên tri ở Samari. Ông ấy có thể chữa cho ông chủ lành bệnh. Na-a-man đi thuật cho vua điều đứa gái nhỏ Israel nói. Vua A-ram bảo, anh cứ việc đi, ta sẽ viết một lá thư cho vua Israel. Vậy Na-a-man ra đi mang theo khoảng 750 cân bạc,
khoảng 150 cân vàng và 10 bộ quần áo. Ông mang thư đến cho vua Israel, thư viết như sau: Tôi sai đầy tớ tôi là Na-aman đến cho ngài, để nhờ ngài chữa lành bệnh ngoài da cho anh ta. Khi vua Israel đọc thư xong, liền xé quần áo mình và rất bực tức. Ông bảo, ta có phải là trời đâu mà có quyền làm chết hay làm sống lại? Lý do gì mà ông này gửi người mắc bệnh ngoài da đến xin ta chữa? Các ngươi thấy đó, vua Asam đang tìm dịp để gây chuyện với ta. Khi Elise, người của Thượng Đế, nghe vua Israel xé quần áo mình, thì liền nhắn rằng, sau vua xé quần áo, bảo Na-aman đến tôi, thì ông sẽ biết rằng trong Israel có nhà tiên tri. Vậy Na-aman cùng đoàn ngựa xe rầm rộ kéo đến nhà Elise và đứng ngoài cửa. Elise sai sứ giả ra gặp Na-aman và bảo, hãy đi tắm 7 lần dưới sông Giô-đanh thì da ngươi sẽ lành, ngươi sẽ được tinh sạch lại. Na-aman tức giận bỏ đi. Ông bảo, ta tưởng Elise phải ra đứng trước mặt ta kêu cầu danh Chúa là Thượng Đế người. Ta nghĩ người sẽ giơ tay đưa qua đưa lại nơi chỗ có bệnh và chữa lành cho ta. Abana và Phạt-pha, hai con sông ở Đa-mách không tốt hơn các sông trong Israel sao? Tại sao ta không thể tắm trong các sông đó để được sạch? Na-aman tức giận bỏ đi. Các đầy tớ ông liền đến gần khuyên, cha ơi, nếu ông tiên tri bảo cha làm một điều gì thật khó, cha có chịu làm không? Chắc chắn là cha sẽ làm phải không? Đằng này ông ta chỉ bảo cha, hãy tắm thì ngươi sẽ được sạch. Vậy Na-aman đi xuống tắm trong sông Giô-đanh 7 lần theo lời Elise. Da ông liền trở nên mướt như da một đứa con nít, ông được lành bệnh. Na-aman cùng đoàn tùy tùng trở lại với Elise. Ông đứng trước mặt Elise và nói, nay tôi biết trên đất không nơi nào có Thượng Đế ngoại trừ trong Israel. Bây giờ xin ông nhận một lễ vật của tôi. Nhưng Elise trả lời, tôi chỉ Chúa hằng sống là đấng mà ta phục vụ, ta sẽ không nhận gì hết. Na-aman cố nài nỉ nhưng ông khăng khăng từ chối. Na-aman liền nói, nếu ông không chịu nhận lễ vật thì xin ông cho tôi một ít đất đủ cho hai con la của tôi chở. Vì từ nay về sau tôi sẽ không dâng của lễ thiêu hay sinh tế cho thần nào khác ngoài Chúa. Nhưng xin Chúa tha cho tôi điều này. Khi chủ tôi đi vào đền thờ Rimmon để bái lạy thì ông tỳ trên cánh tay tôi, cho nên tôi cũng phải bái lạy trong đền thờ đó. Xin Chúa tha tội cho tôi khi tôi làm như thế. Elise bảo ông, hãy ra về bình yên. Na-aman rời Elise ra về và đi được một khoảng. Gehazi, đầy tớ của Elise, người của Thượng Đế nghĩ thầm, chủ ta không chịu nhận lễ vật của Na-aman người Aram. Ta chỉ Chúa hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo ông ta và xin một món quà gì từ ông ấy mới được. Vì thế Gehazi liền chạy theo Na-aman. Khi Na-aman thấy có người chạy theo mình, liền xuống xe đón Gehazi. Ông hỏi, mọi việc đều bình an không? Gehazi đáp, bình an. Chủ tôi sai tôi đi bảo, hồi nãy có hai người thanh niên thuộc nhóm các nhà tiên tri từ vùng núi Ephraim mới đến. Xin ông cho họ 75 cân bạc và 2 bộ quần áo. Na-aman nài nỉ Gehazi, vậy hãy lấy 150 cân bạc đi. Ông buộc 150 cân bạc trong 2 bao cùng với 2 bộ quần áo rồi giao cho hai đứa đầy tớ mang dùm cho Gehazi. Khi họ đến đồi thì Gehazi lấy các bao đó khỏi tay các đầy tớ Na-aman và mang đem để trong nhà rồi cho chúng ra về. Khi Gehazi vào đứng trước mặt chủ mình thì Elise hỏi, Gehazi, anh mới đi đâu về đó? Nó đáp, dạ, con không có đi đâu cả. Nhưng Elise bảo nó, thần linh ta ở với anh, ta biết khi người ấy xuống xe gặp anh. Nay không phải lúc nhận tiền bạc, áo quần, trái ô liu, trái nho, chiên, bò, tôi trai, tớ gái.
cho nên bệnh ngoài da của Naaman sẽ dính vào anh và con cái anh đời đời. Khi Gehazi bước ra khỏi Elise thì mắc bệnh ngoài da trắng như tuyết.